Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên đề pháp luật và cuộc sống. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua đã phát thanh và truyền hình trẻ dinh có nhận được đơn thư của anh Danh Ngọc Linh, cư ngụ ấp Bình La, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, hỏi về chế độ hỗ trợ cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Nội dung trong đơn thư của anh Linh tóm được như sau. Tôi tên Danh Ngọc Linh, sinh năm 1987. Nghề nghiệp hiện nay là tài xế lái xe doanh nghiệp vật liệu nhỏ lẻ. Trong đợt dịch Covid-19 này, gần 3 tháng nay, Tôi không có nhận hỗ trợ gì từ nhà nước. Tôi làm hồ sơ nộp cho ấp, ấp gửi lên xã xác nhận, xong rồi trả về ngược lại cho tôi. Tôi thắc mắc chạy lên xã hỏi để giải thích cho tôi được biết rõ hơn và xã có giải thích là tôi không nằm trong danh sách hỗ trợ. Trong khi đó hai vợ chồng tôi là người lao động chính trong nhà, vợ chồng thất nghiệp, hộ gia đình tôi gồm có 7 người, hai ông bà già, hai vợ chồng tôi và ba đứa con còn nhỏ. Vì vậy tôi mong rằng Đài truyền hình giải thích cho tôi được biết. Anh Danh Ngọc Linh thân mến, trước hết chúng tôi xin chia sẻ với những khó khăn mà gia đình anh đang gặp phải do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Để giúp anh Linh biết rõ thêm về chính sách hỗ trợ của nhà nước, chúng tôi xin được thông tin về một số nội dung cơ bản của kế hoạch số 59 ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh như sau. Trong kế hoạch 59 quy định rõ đối tượng, nội chung và mức hỗ trợ. Trong đó các chính sách hỗ trợ gồm 1. Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 2. Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. 3. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động 4. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm dừng thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. 5. Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc. 6. Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19. 7. Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật. 8. Chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch. 9. Chính sách hỗ trợ hậu kinh doanh. 10. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động dai giống để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. 11 chính sách hỗ trợ lao động không có giao kèo hợp đồng lao động, lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác. Riêng đối với chính sách hỗ trợ lao động không có giao kèo hợp đồng lao động, lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác quy định rõ đối tượng, điều kiện hỗ trợ như sau. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, tức lao động tự do, cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận, bị mất việc làm làm việc trong lĩnh vực công việc sau. Thu gom rác phế liệu, bóc giác thợ hồ, dân chuyển hàng quá, xe ôm truyền thống, xe lôi đạp, bán giá số lẻ lưu động, người giữ trẻ gia đình, người giúp việc gia đình, người làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, bảo vệ dịch vụ nhỏ lẻ, lái xe dịch vụ nhỏ lẻ, chăm sóc sức khỏe, massage, xoa bóp y học, chăm cứu, lĩnh vực làm đẹp, cắt tóc, gội đầu, trang điểm. Bán hàng rong trên đường không có địa điểm cố định người làm việc trong các cơ sở giáo dục dân lập tư thục giáo dục nghề nghiệp gặp khó khăn phải nghỉ việc mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của quỹ ban nhân dân tỉnh để phòng chống dịch covid 19 từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 hình thức hỗ trợ hỗ trợ một lần mức hỗ trợ 1 triệu 500.000 đồng một người để kịp thời hỗ trợ cho nhóm lao động tự do ngoài kế hoạch số 59 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tránh để sót đối tượng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh đã ban hành công văn số 1957. Trong công văn này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã bổ sung thêm 4 nhóm ngành nghề ngoài quy định kế hoạch số 59 như sau. 1. Nhóm ngành nghề nông nghiệp thủy hải sản, người làm thuê tự do trong các dịch vụ nhỏ lẻ thuộc các nghề lĩnh vực thủy sản, đánh bắt thủy hải sản, cơ sở thủy hải sản nhỏ lẻ kéo tôm, vệ sinh hậu tôm, giá chài lưới, đi ghe cào cá, trói cua, phân loại tôm cá tép. Lĩnh vực nông nghiệp, móc dừa, đào đất, làm cỏ, bón phân, xịt thuốc, cắt cam, dọn dẹp chuồng trại. 2. Nhóm ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ. Người tự làm hoặc làm thuê trong các dịch vụ nhỏ lẻ, thuộc các nghề như đan lát, dệt chiếu, kết hạt cườm, xe lỗi lát, đan ghế mây, thợ mai, thợ mộc, thợ nhôm sắt, thợ hàng thợ rèn thợ cơ khí lơ xe lái xe cuốc lái xe tải thợ chụp hình quay phim cưa cây tự do thợ sửa xe gắn máy máy nổ mô tưa máy lạnh sửa chữa điện tử máy dao kéo thợ cắt kính thợ sơn bê đóng la phong thợ sơn pu bằng ghế quay chậu kiển gạch nung sản xuất nhang bán đồ gia dụng bán vật liệu xây dựng bán vật tư nông nghiệp đồ điện máy 3. nhóm ngành nghề thương mại dịch vụ sản xuất không có đăng ký kinh doanh, không có đăng ký thuế. Người tự làm hoặc làm thuê trong các dịch vụ nhỏ lẻ thuộc các nghề như nấu ăn, người phục vụ dịch vụ nấu ăn, bán tạp quá nhỏ lẻ, bán nước giải khát, bánh kem, bánh mì, quần áo, giày dép, bán cá, rau cải, mua bán trái cây, nước đá, quà tươi, quán bia. 4. Người lao động thử việc, người lao động làm việc trong các cơ sở gia công, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, doanh nghiệp quy mô nhỏ. Hình thức, mức, thời gian hỗ trợ, hồ sơ và trình tự thủ tục thực hiện theo quy định về hỗ trợ lao động tự do mà kết quả số 59 của Quỹ ban nhân dân tỉnh đã quy định. Thời gian thực hiện đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Về câu hỏi vì sao anh Danh Ngọc Linh làm tài xế mà không được hỗ trợ, chúng tôi đã làm việc với ông Phan Văn Quanh, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân xã Lương Hòa, huyện Châu Thành để tìm câu trả lời. Ông Phan Văn Quanh, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân xã Lương Hòa xác nhận anh Danh Ngọc Linh, ấp Bình La, có làm hồ sơ gửi về xã đề nghị được hưởng chính sách hỗ trợ lao động tự do theo kế hoạch số 59 của quỹ ban nhân dân tỉnh trà vinh tuy nhiên qua quá trình thẩm định ra soát trường hợp anh danh ngọc linh không đủ điều kiện để hỗ trợ theo chế độ hỗ trợ cho lao động tự do về lý do trường hợp anh danh ngọc linh không đủ điều kiện để được hỗ trợ chủ tịch quỹ ban dân xã lương hòa giải thích như sau theo kế hoạch số 59 quy định về hỗ trợ lao động tự do có hỗ trợ cho đối tượng lái xe dịch vụ nhỏ lẻ theo hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, tại công dân số 1645 ngày 11 tháng 8 năm 2021, về việc thống nhất hướng dẫn triển khai nhóm chính sách lao động không có giao kèo hợp đồng lao động, tức lao động tự do, bị mất việc làm do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, thì đối tượng lái xe dịch vụ nhỏ lẻ được giải thích là lái xe cho các dịch vụ nhỏ lẻ bên ngoài, không lái xe cho các cơ sở kinh doanh, công ty, doanh nghiệp, không phải chủ xe có xe và tự lái. Do anh Danh Ngọc Linh đang làm lái xe tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng dạng tấn ở khóm 5 phường 8 thành phố Trà Vinh, chứ không phải là dịch vụ nhỏ lẻ. Nên theo quy định, trường hợp của anh Linh không đủ điều kiện để được hỗ trợ cho lao động tự do theo kế hoạch số 59. Ông Phan Văn Quanh, chủ tịch Ủy ban dân xã Lương Hòa cho biết thêm, hiện nay trên địa bàn xã còn vướng nhiều trường hợp giống như anh Danh Ngọc Linh, tức là đối tượng được hỗ trợ theo kế hoạch số 59, nhưng khi xét các điều kiện thì không được hưởng vì làm việc tại các công ty doanh nghiệp chứ không phải là dịch vụ nhỏ lẻ. Những trường hợp này, Quỹ ban dân xã cũng đã báo cáo về trên. Chủ tịch Quỹ ban nhân dân xã Lương Hòa khẳng định trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, địa phương mong muốn người lao động được hưởng chính sách để khắc phục khó khăn. Tuy nhiên, việc hỗ trợ này phải đảm bảo đúng quy định. Được biết, đến nay toàn xã Lương Hòa đã có 1.866 người là lao động tự do đã được hỗ trợ theo kế hoạch số 59 của Quỹ ban nhân dân tỉnh. Trên đây là những quy định về chính sách hỗ trợ cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, cùng nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân xã Lương Hòa. Chúng tôi xin được thông tin đến anh Danh Ngọc Linh được biết. Chương trình pháp luật và cuộc sống kỳ này đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.